Vâng, xin chào tất cả anh chị, chào mừng anh chị đến với video của Toản trên kênh ITV Club Channel. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì Toản sẽ phân tích chỉ số VN Index và Toản sẽ đến với một số mã cổ phiếu mà ngày mai anh chị có thể là tham khảo để mà mua được trong phiên cuối tuần, đúng không ạ? Anh chị có thể lượm nhặt được một số mã cổ phiếu của dòng bất động sản, cao su, thép, dầu khí, ngân hàng cũng như là hàng không. Anh chị có thể là lựa chọn được một vài mã cổ phiếu tản lọc cho anh chị và cũng đang có điểm mua cũng khá là ổn trong phiên cuối tuần ngày mai. Đầu tiên thì về chỉ số VN Index thì anh chị có thể thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta có một phiên khá là tích cực khi mà VN Index ở trong ngắn hạn nó đã vượt qua được 1350. Đúng không ạ? 1350 nó đã vượt qua được một vùng mà Toản kỳ vọng rằng là hợp bích phi tiên. Thì chị có thể nhìn thấy rằng là như anh chị nhìn trong ngắn hạn thì chúng ta đã thấy rằng là cái nến buổi sáng ngày hôm nay nó đã có tín hiệu vượt qua vùng đỉnh Kijun. Đó, vượt qua đỉnh Kijun thì anh chị thấy rằng là nó đã có tín hiệu là hai kiếm hợp bích tăng. Tuy nhiên thì nó lại điều chỉnh quay trở lại, nó không vượt qua được vùng 1355, đúng không ạ? Nếu như nó vượt qua được vùng giá 1355 thì tín hiệu khá là tích cực. Chúng ta thấy có thể thấy rằng là nó sẽ break ra 65, nó không chỉ là hợp bích phi tiên mà nó sẽ vượt con dòng 65 này luôn. Đó. Thì hiện tại nó đã điều chỉnh lại về những vùng hỗ trợ của khung ngắn hạn. Anh chị có thể thấy rằng là nó đã điều chỉnh lại cái vùng 1345 và chúng ta thấy rằng nó đóng cửa cũng ở 1345 luôn. Thì hiện tại VN Index nó lại tích lũy lại thôi. Bây giờ chúng ta vẫn phải chờ đợi kịch bản nó vượt qua được cái vùng 1355 thì đó có sự bật tăng. Đó. Tuy nhiên thì trong phiên ngày mai nếu như nó bật tăng thì nó cũng sẽ bật tăng yếu hơn ngày hôm nay, đúng không ạ? Phiên ngày mai nó sẽ bật tăng yếu hơn. Kỳ vọng thì vẫn là chúng ta phải vượt qua được vùng giá 1355 thôi. Đó, để thị trường nó có thể tín hiệu nó tốt hơn, đúng không ạ? Nó sẽ tốt dần lên. Về chung và dài hạn thì anh chị thấy rằng là nó vẫn chưa vượt qua được cái vùng 1355. Anh chị thấy 1355 này. 1355. Đó. Thì anh chị thấy rằng là nó vẫn là tín hiệu tích lũy lại thôi và hiện tại nó vẫn đang nằm trên cái vùng hỗ trợ là 1341. Đó, thì anh chị thấy rằng là đối với trung hạn và dài hạn thì nó vẫn là một cái tín hiệu tích lũy ở biên độ hẹp, chưa có tín hiệu bật tăng. Đó. Hiện tại thì với VN Index thì chúng ta phải kỳ vọng nó vượt qua được 1355 thì tín hiệu mới tốt được, đúng không ạ? Nếu như mà phiên ngày mai mà kịch bản xấu thì Toản nhận thấy rằng là cao nhất thì nó cũng về tầm 1324 thôi, khả năng cao là về 1324, sau đó sẽ có sự bật tăng anh chị nhá. Đó. Bây giờ chỉ kỳ vọng là vượt 1355 thôi. Về tiếp theo thì đến với những mã cổ phiếu mà Toản lọc cho anh chị về dòng bất động sản này, dòng ngân hàng này, dòng cao su này, dòng thép này, dòng dầu khí và dòng hàng không, thì mỗi dòng Toản cũng lọc cho anh chị được một số mã cổ phiếu mà đang có cái điểm vào tốt cũng như là chị có thể là tham khảo để tham gia vào trong phiên cuối tuần ngày mai. Đó. Đầu tiên về dòng ngân hàng thì anh chị thấy rằng là nói về dòng ngân hàng thì hiện tại thì nó đang ở một cái biên tích lũy cũng khá là hẹp thôi. Mặc dù là có điều chỉnh, tuy nhiên cũng điều chỉnh yếu và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cũng đã có những sự bật tăng khá là tích cực, tuy nhiên thì cũng vẫn là rất là yếu thôi về dòng ngân hàng. Ở phiên ngày hôm nay thì chị thấy rằng là đang là một cái phiên khá tích cực của dòng ngân hàng, đã có sự hồi phục của dòng ngân hàng, đúng không ạ? Đối với dòng ngân hàng thì Toản nhận thấy rằng là điểm vào cũng hầu như là cũng chưa có điểm vào đẹp đối với dòng ngân hàng anh chị nhé. Để mà Toản lọc trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là Toản có một mã cổ phiếu cũng lọc cho anh chị. Nhưng trước tiên thì chúng ta đến với cổ phiếu Tiên Phong Bank, đúng không ạ? Cổ phiếu Tiên Phong Bank thì cổ phiếu này thì Toản đã khuyến nghị anh chị cũng khá là lâu rồi, từ phiên ngày hôm mùng 8 tháng 9, ngày hôm 8 tháng 9 Toản đã có khuyến nghị anh chị rằng là mua vào cái cổ phiếu Tiên Phong Bank khi mà nó tín hiệu của nó là vượt qua được vùng cản và đóng cửa trên vùng cản, là Toản đã khuyến nghị anh chị mua cuối phiên ngày hôm mùng 7 tháng 9, đúng không ạ? Thì Toản cũng đã có khuyến nghị anh chị ở trong Zoom VIP cũng như là khuyến nghị anh chị ở trong Zoom ITV hỏi đáp chứng khoán. Anh chị có thể thấy rằng là Toản đã có khuyến nghị anh chị mua này vào cuối phiên ngày mùng 7 tháng 9, đúng không ạ? Ngày mùng 7 tháng 9. Rồi cái đến đây. Cuối phiên ngày mùng 7 tháng 9, Toản khuyến nghị anh chị rằng là dòng ngân hàng là anh chị có thể mở mua được đối với Tiên Phong Bank. Có thể mua luôn vùng 36.
Và đến thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là cái sự bật tăng của cổ phiếu Tiên Phong Bank nó không thực sự là được mạnh mẽ. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có lợi nhuận đâu đó khoảng độ 6-7%, đúng không ạ? Anh chị có thể mở mua Tiên Phong Bank này. Đó. MSB tổng có thể là cứ nghĩ anh chị mở mua này. Dòng ngân hàng có thể mở mua ngày hôm 7 tháng 9. Đó. Thì đến thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là lợi nhuận của nó không quá cao, tuy nhiên thì cũng khá là ổn. Ở mức lợi nhuận đang là 6%. Đó, 6%. Đối với dòng ngân hàng thì cũng là tín hiệu ổn rồi, đúng không ạ? Thì quay trở lại với cái điểm mua của dòng ngân hàng thì toàn nhận thấy rằng là dòng ngân hàng chúng ta có hai mã cổ phiếu mà toàn có thể cũng như anh chị mua trong phiên ngày mai. Đó, đầu tiên đó chính là cổ phiếu VPBank. Giống như cổ phiếu Tiên Phong Bank, đó, toàn sẽ khuyến nghị anh chị mua khi nó vượt giao găm. Đó, vượt giao găm và tín hiệu của nó sẽ là tín hiệu vượt đỉnh Kijun. Anh chị thấy rằng là cái điểm vượt đỉnh Kijun của cổ phiếu VPBank, đó, toàn sẽ phóng to cho anh chị. Đó, cổ phiếu VPBank nó đang bắt đầu vượt cái vùng kháng cự rồi. Nếu như ngày phiên ngày mai nó mở cửa trên hỗ trợ và nó vượt qua được cái vùng giá 65.9, như vậy là anh chị hoàn toàn có thể mở mua được cái vùng giá 66 này, đúng không ạ? 66 anh chị hoàn toàn có thể mở mua được đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank. Vùng giá 66 anh chị mua vào cổ phiếu Tiên Phong Bank. Và cái điểm cắt lỗ của cổ phiếu này, sau gì anh chị, 66 anh chị có thể mở mua vào với cổ phiếu VPBank. Đó. Và cái điểm cắt lỗ của cổ phiếu VPBank đó chính là cái vùng giá khi mất kia run 62.3. Này anh chị có thể là cắt lỗ 62.3, cắt lỗ. Đó. Và tất nhiên rằng là khi mà nó vượt qua được cái vùng Kijun này thì anh chị hoàn toàn có thể kỳ vọng được ở trên cái vùng biến lên đỉnh cũ này, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể kỳ vọng được tầm độ vùng giá 72. Đó, vùng giá 72 cho cổ phiếu này. Tuy nhiên thì trước mắt thì chúng ta cần phải là nó vượt qua được cái vùng giá 66, nó phải vượt qua vùng giá 66 để chúng ta có điểm mua vùng giá 66, đúng không ạ? Nó phải vượt qua cả và có vùng giá 66 để chúng ta có thể mua vào. Đó. Thì chúng ta mới có thể là kỳ vọng được cái vùng giá cao hơn, đó chính là cái vùng giá 72 mua vào cổ phiếu VPBank giá 66, cắt lỗ 62.3 và chúng ta kỳ vọng được cái vùng lợi nhuận ở cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng 72.5 hoặc 72. Cổ phiếu tiếp theo đó chính là cổ phiếu VBB, đúng không ạ? Việt Nam Thường Tín thì anh chị thấy rằng cổ phiếu VBB đang có vùng giá 17. Toàn cũng đã có khuyến nghị anh chị ở trong Zoom, Zalo. Và Toàn nhận thấy rằng là cổ phiếu này nếu như anh chị muốn mua vùng giá và tăng luôn thì anh chị có thể là mở mua cho Toàn ở vùng giá 17.2. Nhìn trong ngắn hạn thì chị thấy rằng là ngắn hạn đang có cái vùng giá 17.2 là cái vùng giá bật tăng. Thì khi anh chị mua giá 17.2 thì chị thấy rằng là có sự bật tăng luôn ở cái vùng giá này. Đó. Và cái vùng cắt lỗ của cổ phiếu ở VBB thì nó cũng không xa đâu. 17.3 à 16.3 anh chị nhá. 16.3 là chị có thể cắt lỗ được với cổ phiếu VBB. Và vùng chốt lời, target chốt lời của chúng ta là cái vùng kháng cự bên trên, đó chính là vùng 19.4 là chị có thể là đặt target chốt lời được cho Toàn đối với cổ phiếu VBB. Đó. Như vậy là chúng ta đã có hai mã cổ phiếu dòng ngân hàng, đó chính là cổ phiếu VPBank, đúng không ạ? VPBank chúng ta mua giá 66 và chúng ta cắt lỗ ở vùng giá 62.3 và chốt lời chúng ta có thể là ở 72 chấm tầm vùng giá 72. Và cổ phiếu VBB chúng ta mua ở 17.2, cắt lỗ 16.3 và chúng ta đặt target chốt lời là 19.4. Đầu tiên là dòng ngân hàng, tiếp theo chúng ta có cổ phiếu dòng bất động sản, đúng không ạ? Bất động sản. Dòng bất động sản thì Toản cũng sẽ có hai mã cổ phiếu để khuyến nghị anh chị. Đó là cổ phiếu PVN, đúng không ạ? PVN. Thì hiện tại anh chị thấy rằng nó đang có những tín hiệu điều chỉnh đối với cổ phiếu PVN. Và tín hiệu của khung này đang cho cái vùng giá của cổ phiếu PVN nó chỉnh lại những cái vùng giá 4.0. Đó. Chính vì vậy thì cổ phiếu này Toàn nhận thấy rằng là khi mà nó về vùng giá 4 về vùng giá 4.0 thì chị thấy rằng là đang là một cái vùng hỗ trợ khá tốt ở trong cùng trung hạn và dài hạn. Đó. Và cái tín hiệu này thì nó đã có tín hiệu là breakout này, breakout từ những phiên đây, anh chị thấy rằng là breakout, sau đó nó đang test lại cái vùng hỗ trợ, có khả năng nó test lại vùng hỗ trợ.
thì anh chị hoàn toàn có thể mở mua được đối cổ phiếu BVN ở cái vùng giá tầm 4.0 đến 4.1. Cổ phiếu tiếp theo, tất nhiên rằng là khi mà nó mất cái vùng hỗ trợ này chúng ta sẽ bán cắt lỗ nhá. Mua ở hỗ trợ thì khả năng cao hàng về nó cũng chưa mất hỗ trợ đâu. Và chúng ta thấy rằng là cái điểm cắt lỗ của cổ phiếu BVN đó chính là cái vùng giá 3.9. 3.9, mất vùng giá 4 chúng ta có thể cắt lỗ được với cổ phiếu BVN anh chị nhá. Cổ phiếu tiếp theo đó chính là DLG. DLG thì nó cũng đã vượt qua vùng kháng cự và anh chị thấy rằng là ngày hôm nay nó đang test lại vùng hỗ trợ này, thì quanh vùng hỗ trợ này anh chị có thể mở mua được, đúng không ạ? DLG thì Toàn cũng đã có những cái khuyến nghị anh chị là mua ở vùng giá là 3.35 này, khi nó về những vùng hỗ trợ này anh chị hoàn toàn có thể mở mua được cái cổ phiếu DLG tầm vùng giá. Bây giờ thì anh chị có thể mở mua quanh vùng giá hiện tại được, nhìn về ngắn hạn xem nào. DLG ngắn hạn đang có tín hiệu có thể điều chỉnh lại vùng 3.3, 3.4, thì anh chị có thể canh mở mua luôn luôn cho Toàn ở vùng giá hiện tại, hoặc là anh chị muốn mua dài vùng giá thấp hơn nữa thì anh chị canh về cho Toàn tầm 3.35 đó, anh chị có thể mở mua được cổ phiếu DLG 3.35 này đó. Và cắt lỗ đến cổ phiếu này thì chúng ta sẽ để cắt lỗ ngay bên dưới này thôi, khi mà nó mất cái vùng giá 3.2 đó, mất 3.2 chúng ta sẽ cắt lỗ. Cổ phiếu tiếp theo đó là dòng cao su. Dòng cao su thì chúng ta có một mã cổ phiếu thôi, đó chính là VHM. VHM, VHG, sau đây anh chị VHG đó. VHG nó cũng đã có những tín hiệu điều chỉnh, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là nó đã có sự điều chỉnh về những vùng hỗ trợ này, anh chị hoàn toàn có thể mở mua được đối với cổ phiếu VHG, đúng không ạ? Nếu như anh chị mở mua được ở vùng hỗ trợ này thì Toàn nhận thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì anh chị cũng đã có lợi nhuận khi anh chị mua luôn trong phiên này, đúng không ạ? Chúng ta có lợi nhuận đâu đó khoảng độ 5% rồi đó. Tuy nhiên thì phiên ngày mai cũng là một cái phiên mà chúng ta có thể là tham khảo mở mua được, nếu như nó có sự điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Thì ngày mai anh chị thấy rằng là cái vùng hỗ trợ của nó chính là cái vùng 3.2 đó. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ nó điều chỉnh là tầm độ 2 line nữa là chị có thể mở mua được đối với cổ phiếu VHG đó. Nếu như nó có sự điều chỉnh anh chị có thể mở mua được VHG vùng giá 3.2, 3.2, 3.3, chị có thể mở mua được, đúng không ạ? 3.2 này đó, VHG anh chị mở mua 3.2 cho Toàn. Toàn chỉ sợ rằng là nó sẽ bật tăng luôn trong phiên ngày mai thôi, khi đã về vùng hỗ trợ anh chị chưa mua được thì Toàn sợ rằng là từ đây nó sẽ bật tăng luôn trong phiên ngày mai thôi. Nó có sự điều chỉnh về thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua được quanh vùng giá 3.2 đó. Và cái vùng cắt lỗ, nếu như anh chị mua 3.2 thì vùng cắt lỗ đối cổ phiếu VHG thì đâu đó quanh vùng giá này thôi, chúng ta sẽ cắt lỗ ngay ở đây, chúng ta sẽ vùng cắt lỗ đâu đó khoảng độ 4-5%, đúng không ạ? 4-5%, hơn 4% một xíu là cái vùng giá cắt lỗ là 3.1. Như vậy là dòng cao su chúng ta có VHG mua giá 3.2, cắt lỗ 3.1, đúng không ạ? 3.1. Nếu như hàng về mất 3.1 chúng ta có thể bán được. Cổ phiếu tiếp theo đó chính là dòng thép. Dòng thép chúng ta có POM. POM nó cũng cho tín hiệu là vượt qua kháng cự và anh chị thấy rằng là nó điều chỉnh. Dòng thép này hiện tại thì có cổ phiếu POM là cổ phiếu mà anh chị có thể là tham gia được. Đó, có thể tham gia được. Không phải là quá đẹp, tuy nhiên thì nếu như anh chị muốn tìm kiếm một mã cổ phiếu của dòng thép anh chị tham gia thì Toàn nhận thấy rằng là POM là một mã cổ phiếu mà có cái tiềm năng nhất đối với dòng thép trong giai đoạn này. Tiềm năng ở đây không phải là tiềm năng bật tăng mạnh,
cũng như là nó sẽ được tăng luôn trong phiên ngày mai. Mà tiềm năng đây là chúng ta mua ở cái vùng giá, là chúng ta có vùng giá hỗ trợ khá là đẹp, cũng như là khả năng bật tăng ở vùng giá 17.2 này là khá là cao đó. Điểm mua đẹp và cái điểm cắt lỗ cũng khá đẹp, cho nên anh chị là có thể mà mua được với dòng thép. Còn lại với HPG thì anh chị thấy rằng là cũng không được đẹp cho lắm, đúng không ạ? HPG, HSG thì nó đều đã chạy rồi. Và HPG hiện tại thì nó đang cho tín hiệu điều chỉnh lại cái vùng ở Takan Kizu này đó. Và chúng ta thấy rằng là ở cái vùng này thì hai kiếm đang khá là xa nhau và điểm mua chúng ta không được hợp lý cho lắm. Chính vì vậy thì Toàn mới khuyến nghị anh chị là có con POM, nếu như anh chị muốn tham gia với dòng thép thì anh chị có thể tham khảo và chúng ta tham gia đối cổ phiếu POM đó. Tham gia vùng giá hiện tại được. Và anh chị thấy rằng là khi mà hàng về mà nó vẫn nằm trên được cái vùng giá này thì anh chị khá yên tâm nhé. Nếu như mà hàng về cũng như là sau khoảng độ ngày 22 đó, chúng ta thấy rằng là nó nằm ở trên vùng hỗ trợ này 17.05 là khá là yên tâm đó. Và chúng ta sẽ kỳ vọng nó vượt đỉnh là 17.9, nó sẽ bật tăng khá là tốt đó. Con này chúng ta phải mua ở vùng giá này và chúng ta nắm giữ chờ đâu đó khoảng độ vài phiên nữa đến ngày tầm độ ở ngày 22 thì con này vượt đỉnh nó sẽ bật tăng khá là tốt anh chị nhá. Cổ phiếu tiếp theo thì chúng ta có dòng dầu khí, dòng thép chúng ta có một mã cổ phiếu POM thôi. Dòng dầu khí thì chúng ta có khoảng độ 2-3 mã. Như sáng nay trong cái buổi live stream thì Tặng có nói anh chị là một số mã cổ phiếu dòng dầu khí mà có thể tham gia được, đó chính là cổ phiếu gas. Gas thì hiện tại nó đã bật tăng một xíu rồi. Cái điểm mua thì Toàn thấy rằng là đây, cái điểm mua ngày sáng nay Toàn có nghĩ anh chị đây là anh chị đã mở mua được cổ phiếu gas ở cái vùng giá khoảng độ 92.2 này. Hiện tại là 92.6 rồi. Tuy nhiên là vùng giá này Toàn nhận thấy rằng là đang có sự bật tăng và khả năng cao là trong phiên ngày mai và một vài phiên tới nó sẽ bật tăng vượt qua vùng mây này đó. Thì Toàn sẽ khuyến nghị anh chị là mua cổ phiếu gas nhé. Cổ phiếu tiếp theo đó là BSR, mặc dù nó có sự điều chỉnh như này rồi, nếu như phiên ngày mai nó tiếp tục điều chỉnh thì anh chị có thể mở mua cho Toàn, hoặc là anh chị mở mua luôn cho Toàn vùng giá hiện tại, đúng không ạ? BSR vùng giá hiện tại 19 anh chị có thể mở mua được. Và cái điểm cắt lỗ chúng ta nó hơi sâu một xíu. Cổ phiếu này thì nó đang có những tín hiệu là phá sau găm, cho nên là anh chị thấy rằng là chúng ta phải cắt lỗ bên dưới này. Mặc dù là nó cũng hơi sâu, tuy nhiên thì cái phần trăm cắt lỗ đã không nhiều đâu, khoảng độ hơn 5%, Toàn vừa đo cho anh chị này. Cắt lỗ ở đây nó tầm độ 5-6% thôi. 6% đó. Anh chị hoàn toàn mở mua được ở vùng mây hỗ trợ này, cũng như là vùng Tekakizun hỗ trợ này, khả năng cao là anh chị sẽ mua được và sẽ chờ đợi sự bật tăng ở đây được. Đó. Dòng dầu khí chúng ta có gas và BSR mua quanh vùng giá 19 ok luôn, và cắt lỗ khi nó mất 17.8. Oi cũng là một cái cổ phiếu mua được, đúng không ạ? Cũng như giống cái cổ phiếu gas thì chúng ta sẽ mua ở hỗ trợ. Tuy nhiên cổ phiếu này nếu như anh chị mua vào thì chúng ta thấy rằng là ở vùng hỗ trợ này chúng ta canh cái sự bật tăng, và bật tăng của nó trong tiến tới những ngày tiếp theo mà chúng ta nhìn thấy rằng là từ cái vùng ngày 22-23 trở đi nó cũng chưa có sự bật tăng tốt như cổ phiếu gas, đúng không? BSR gas. Còn gas và con hơi khá giống nhau, và chúng ta thấy rằng mua ở hỗ trợ thôi, và chúng ta kỳ vọng bật tăng vượt đỉnh thì nó sẽ bật tăng tiếp thôi. Những con này thì bật tăng nó cũng không được mạnh đâu anh chị nhá. Ví dụ như con gas này, anh chị thấy rằng là cái phiên tích lũy của nó đang khá là lâu, và anh chị thấy rằng là nó cũng chưa có những phiên tích lũy mạnh để chúng ta có sự bật tăng. Riêng cổ phiếu gas thì anh chị thấy rằng là cái điểm mua khá là đẹp, đang mua trên hỗ trợ này rồi này, anh chị thấy rằng là vùng mây phẳng này, mây dày này, cộng thêm vùng giao găm nữa thì điểm mua khá là đẹp hơn đối với cổ phiếu OIN đó, đẹp hơn. Nếu như anh chị lựa chọn dòng dầu khí thì chúng ta sẽ chọn cổ phiếu gas này, BSR, xong đến OI, anh chị có thể là lựa chọn một trong ba mã đấy, nhưng Toàn vẫn ưu tiên với gas và BSR nhiều hơn. Tiếp theo thì đến mã cổ phiếu cuối cùng của dòng hàng không, đúng không ạ? Dòng hàng không thì chúng ta có một mã cổ phiếu, đó chính là cổ phiếu HVN.
điều chỉnh khá là mạnh đúng không ạ? Quanh vùng giá hiện tại này chúng ta có thể mua được đối với HVN, và vùng này chúng ta có thể canh bật tăng được đúng không ạ? Toàn sẽ không căng ke một vài nay nữa khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ mất khoảng 3%, nếu như nó chỉnh xuống đây thì nó cũng sẽ bật tăng lên đó. Để một cái điểm mua điểm nhất đối cổ phiếu HVN đúng không ạ? Khi nó break out và nó test lại đó, thì cái điểm mua điểm nhất đối cổ phiếu HVN đó chính là vùng giá này, vùng giá này đó, vùng giá 24.6. Tuy nhiên thì vùng giá hiện tại tôi nhận thấy rằng anh chị có thể mở mua được rồi đúng không ạ? Anh chị có thể mở mua được vùng giá hiện tại rồi. Nếu như về 24.6 anh chị có thể mở mua thêm đó. Tránh cái tình trạng mà nó giống con KVC, nhớ mã con KVC đúng không ạ? Đây con KVC đúng rồi. Ngay trong cái buổi live stream nó đã có vùng giá 4.7 đúng không ạ? Đã có vùng giá 4.7 và Toản chưa khuyến nghị anh chị, Toản khuyến nghị anh chị rằng là vùng giá này đã có thể mà tăng. Tuy nhiên thì nếu như muốn mua điểm giá đẹp nhất thì trong buổi live stream đó Toản khuyến nghị anh chị là mua vùng giá là bên dưới này đó, vùng giá bên 4.5 4.6 đó, sau mảnh đi mảnh lại cái chúng ta mất hàng luôn đúng không ạ? Về hỗ trợ tên can này nó bật tăng lên rồi, bật tăng mạnh rất là mạnh rồi mà chúng ta đã không thể mua được đối với cổ phiếu KVC. Chính vì vậy hôm nay cổ phiếu về HVN đó tổng khuyến nghị anh chị mua luôn vùng giá hiện tại được, và kể cả anh chị chờ đợi vùng giá 24.6 anh chị cũng có thể mở mua được. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta muốn mở mua ở cái vùng giá 24.6, một cái vùng giá đẹp hơn, thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể rằng là sẽ thấy rằng là có thể sẽ bật tăng ngay từ vùng giá 25.8 đó và 25.5, nó sẽ không về 24.6. Nếu như mà tăng luôn từ đây thì anh chị không thể kịp mua được đúng không ạ? Anh chị sẽ lỡ đó, anh chị sẽ lỡ. Còn điểm mua đẹp nhất thì vẫn là cái vùng 24.6 thôi. Vùng giá hiện tại toàn vẫn khuyến nghị anh chị là có thể mua được vùng giá hiện tại, và chúng ta sẽ cắt lỗ ở bên dưới này đó. Khoảng 5% thôi, rất là ok. Khi mà mất 24.2 đúng không ạ, 24.2 thì anh chị có thể là bán được đối với cổ phiếu HVN, còn không anh chị hoàn toàn có thể giữ được lên gần cái vùng đỉnh cũ, hoặc chúng ta kỳ vọng nó vượt qua đỉnh cũ. Toản cộng xin giới thiệu anh chị là cái zoom mà Toản cộng hay khuyến nghị anh chị là mua mã cổ phiếu này đúng không ạ? Ở trong này thì Toản có rất nhiều hình ảnh này, đã khuyến nghị anh chị là mua giá này, mua cổ phiếu này. Ví dụ như cổ phiếu anh chị thấy rằng là DNG cũng đã có khuyến nghị anh chị là mua giá 3.4 rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay đã có khuyến nghị anh chị là mua giá 3.4 này, cộng và rất nhiều mã cổ phiếu khác như trong VIP cũng đã có HVN, anh chị có thể mở mua được đối với cổ phiếu HVN ở vùng giá là 25.5 đó. Tiếp theo nữa thì có khá nhiều mã cổ phiếu đúng không ạ? Ở trong Zoom Toản đã có khuyến nghị anh chị BVS đây này, ở trong Zoom dòng lưu ITP Zoom Zalo, Toản đã khuyến nghị anh chị là mua cổ phiếu BVS vùng giá 26.5 đó. BVS mua vùng giá 23, Toản khuyến nghị anh chị rằng là mua vào cổ phiếu BVS vùng giá 26.5 là chúng ta chốt lời 30. Thời điểm hiện tại thì đến ngày hôm nay thì nó bắt đầu có tín hiệu chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, tuy nhiên thì bạn nhận thấy rằng là chúng ta vẫn còn có cơ hội để chúng ta nắm giữ dài hơn, và chúng ta có thể là canh vùng chốt lời 30 đó. Zoom ITP chứng khoán này thì anh chị hoàn toàn có thể là join vào được và giao lưu cùng với Toản và anh em khác trong câu lạc bộ nhé. Mọi thắc mắc về mã cổ phiếu cũng như là về thông tin về chứng khoán thì anh chị hoàn toàn có thể là chat trong Zoom, thì Toản và anh em khác ở trong ITP cũng sẽ hỗ trợ anh chị, và đặc biệt là hơn 800 nhà đầu tư ở trong Zoom cũng có thể là hỗ trợ anh chị ở trong Zoom luôn đó. Và một cái nữa thì anh chị đừng quên là đăng ký tham gia ngay Zoom VIP của ITP để nhận những cái khuyến nghị sớm nhất và chất lượng nhất đối với thị trường chứng khoán. Nhưng chị biết rằng là hiện tại Zoom VIP của ITP đang có hơn 1.000 nhà đầu tư đang ở trong Zoom và đang theo khuyến nghị của ITP, và chị thấy rằng là danh mục cập nhật ngày 16 tháng 9 năm 2021, đó chính là ngày hôm nay, là ITP cũng đã có cập nhật những cái mã cổ phiếu mà mua bán cho anh chị rồi đúng không ạ? Đã cập nhật cho anh chị đang nắm giữ mã nào và lợi nhuận ra sao, và những cái mã cổ phiếu nào đang lỗ đó, thì chị thấy rằng là cập nhật thường xuyên cho anh chị nhé.
ở trong Zoom, thì chị thấy rằng là danh mục cổ phiếu khuyến nghị đang nắm giữ Zoom ITB, đúng không ạ? Ngày cập nhật là 16/9, nhưng chị thấy rằng là hiện tại ITB đang nắm giữ 24 mã cổ phiếu, từ cổ phiếu AAA cho tới VGT, đúng không ạ? Ngày mua thì cũng sẽ cập nhật cho anh chị là ngày mua ngày bao nhiêu, giá mua, đúng không ạ? giá mua bao nhiêu, đúng không ạ? giá thị trường hiện tại đang bao nhiêu, và chị thấy rằng là lãi bao nhiêu phần trăm hoặc đang lỗ bao nhiêu phần trăm đó, đúng không ạ? Rất rõ ràng và rành mạch cho anh chị. Anh chị hoàn toàn có thể là tham gia và anh chị theo dõi và anh chị mua bán theo khuyến nghị của ITP, rất là chất lượng, đúng không ạ? Như vậy là 24 mã cổ phiếu, hiện tại chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 mã cổ phiếu lỗ. Như vậy là vị trí chúng ta có 19 mã cổ phiếu đang lời và 5 mã cổ phiếu lỗ. Mã cổ phiếu lỗ cao nhất chúng ta đang có đó chính là cổ phiếu EIB đang lỗ khoảng độ 3,4%. Cổ phiếu lời thì đang rất nhiều, và những cái cổ phiếu lời thì chị thấy rằng là hiện tại đang nắm giữ là lên 47%, và những cổ phiếu khác như 8%, 3%, 6%, 28% cũng rất là nhiều luôn. GVC 28% đó. Thế chị hoàn toàn có thể là đăng ký tham gia Zoom VIP của ITP ngay trong cái video này, dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần bình luận, anh chị có thể là đăng ký tham gia và sẽ hỗ trợ chị tham gia Zoom VIP, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Toàn trong suốt thời gian qua, đặc biệt là cảm ơn tất cả anh chị đã xem cũng như là like, share, ủng hộ cho Toàn cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những buổi livestream sau. Xin cảm ơn.